tin mừng theo Thánh Gioan. Hãy chăm sóc chiên của Thầy. Chúa trao quyền chủ chăn. Lãnh đạo và phục vụ, phụng sự Thiên Chúa, phục vụ người mình điều khiển, phục vụ công ích, lãnh đạo là nô bộc tình nguyện. Trong tin mừng hôm nay, sau ba lần Đức Giê-xu hỏi ông Phê-rô về lòng yêu mến, là ba lần người nói hãy chăm sóc chiên của Thầy, Đức Giê-xu đã trao phó đoàn chiên cho ông Phê-rô đến ba lần. Điều đó cũng có nghĩa là người chính thức trao phó cho ông nhiệm vụ mục tử. Thánh Phê-rô được đặt làm thủ lãnh trên tông đồ đoàn để coi sóc giáo hội Chúa. Đây là một trách nhiệm nặng nề, đòi ông phải có tình yêu lớn lao. Ông phải yêu mến Chúa hơn những người khác. Vì yêu mến Chúa, ông sẽ săn sóc đoàn chiên của Chúa và sẵn sàng liều mạng sống vì đoàn chiên như Chúa. Hãy chăm sóc chiên của Thầy. Đó cũng là lời mời gọi mỗi Kitô hữu. Hãy biết liên đới với phần rỗi của anh em mình, tức là gìn giữ, chăm sóc và đưa anh em về đoàn chiên trong đức tin. Vì yêu mến Chúa, người Kitô hữu ra sức thi hành giáo huấn của Người, tức là làm việc tông đồ truyền bá tin mừng, làm cho anh chị em mình nhận biết và phụng thờ Thiên Chúa. Lạy Chúa, xin cho con biết chia sẻ và cộng tác với các vị chủ chăn trong việc loan truyền lời Chúa. Amen.